Liễu hả? Chị Vi nè, bữa nay chị Vi làm nguyên mẻ bánh ngon lắm, mang tới định là cho mọi người ăn cho vui. Giờ sao? Ủa, Liễu không có ở trong văn phòng hả? Trời ơi, uổng quá vậy. Vậy còn anh Trình? Anh Trình cũng đi tiếp khách rồi hả? Vậy thôi. Để chị Vi gửi bảo vệ nha. Lát nhớ lấy ăn nha, ngon lắm á. Vậy nha. Bình tĩnh. Ai đây? Dạ em là con gái. Nhưng mà con gái sao tự nhiên nắm tay tôi đè tôi vô cái tường vậy? Chị bình tĩnh. Em có chuyện muốn nói với chị. Chồng chị đang theo đuổi một người phụ nữ khác. Em có bằng chứng. Cái gì chị? Bất ngờ không? Yên tâm, em có bằng chứng thiệt. Chồng theo đuổi người khác mà cười hả? Cười chứ sao không cười. Chồng của tôi không tin thôi. Bắt gì tôi tin cô? Không, em nói thiệt á. Em có bằng chứng thiệt. Thôi đi, cô lừa đảo đúng không? Cô tính tống tiền tôi chứ gì? Kiếm chuyện để mà kiếm tiền không à? Không phải. Biết. Đấy, tôi gọi bảo vệ đó nha. Biết. Tôi gọi bảo vệ nè. Bảo vệ, bố người ta cứu tôi. Trời ơi, nè, làm gì vậy? Nè, cứu tôi rồi. Sếp. Dạo này anh thấy em giống như thiếu ngủ hay sao? Thấy em bơ phờ rồi không có tập trung. Em sao đâu. Anh có biết luật sư nào mà chuyên về ly hôn không? Cho ai? Cho em. Thiệt hả? Anh xin lỗi. Chắc chồng em lại phụ bạc em đúng không? Đúng là thiệt. Hèn hạ quá. Không phải vậy hả? Vậy chắc do nợ nần, gây nợ nữa hả? Anh muốn biết lý do để làm gì? Thì để cho em mượn cái bờ vai em dựa dẫm. Anh nói thiệt, đối với em cái gì anh cũng có thể làm được. Anh có biết luật sư nào không? Anh nói anh biết mà. Em yên tâm đi, khi nào cần cứ dựa vô vai của anh nha. Nó luôn luôn sẵn sàng chờ đón em. Với lại em cũng đừng có buồn phiền nữa. Để chiều nay anh sẽ đưa em đi chơi, đưa đi ăn, đưa đi mua sắm, để cho em cảm giác thoải mái hơn. Còn nếu như mà em vẫn muốn ly dị á, anh sẽ cho luật sư gặp em. Mấy cái giấy tờ ly hôn nhanh lắm. Em có điện thoại, em nói chuyện điện thoại chút ha. Alo. Thời tới rồi, chuẩn bị hưởng đi bờ dai ơi. Vanessa Kadr, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Gì mà rung hết trơn á. Chị phải tỉnh táo lên, những lúc này chị phải cần mạnh mẽ, chị hiểu không? Cô nhìn đi. Cô bấu tay tôi. Đau. Em xin lỗi chị. Rung không được hả? Em xin lỗi. Em không có muốn làm vậy. Tại hồi nãy á, cái miệng chị lớn quá, cho nên là em mới phải buộc nắm cái tay chị em lôi đi. Mà em nói chị nghe nè, thật ra bây giờ á, đàn ông á, người ta ngoại tình nhiều lắm, nhan nhãn ở ngoài. Chắc là chị không có chịu khó lên mạng xã hội đúng không? Chị phải vô những cái group mà hội bỉm sữa nè, hội khẩu nghiệp nè. Ở trong đó chỉ mình cách á, mà bắt tại trận đàn ông ngoại tình hay lắm. Thôi đi, cô kéo tôi tới đây rồi nói tầm bậy tầm bạ về chồng tôi như vậy đó hả? Tôi kiện cô đó nha. Vợ chồng người ta đang hạnh phúc mà. Không được cái chuyện.
không được tức giận. Đừng giận nè Hương, thoải mái nè Hương. Trời ơi chị. Ủa Nguyệt đâu? Nguyệt đi dạy chứ về có mình em à? Ừ, vậy lấy đi. Thôi hết luôn à? Trời ơi, mà nãy đâu vậy? Chị Vi, vợ của sếp dạy chị làm á. Rồi cái xong rồi bả làm bả cho. Wow, trời tính ra em có số hưởng lộc quá ha. Cảm ơn chị nha. Đấy hết đi. Rồi giúp chị một chuyện nha. Từ đó tới giờ có chuyện gì chị kêu mà em không làm không? Hứa không? Trời, hứa. Làm hết á. Nói đi. Giờ chị muốn em dàn dựng, sắp xếp làm sao cho vợ của sếp chị biết được ông sếp của chị ngoại tình. Ôi, lăng nhăng. Wow, mà cái vấn đề quan trọng á, cái con tiểu tam nó là ai? Nếu vậy em dàn dựng chi cho cực, em post một bài báo thôi, em đăng nó lên là con nhỏ nó lụng bại luôn. Không có tiểu tam nào hết trơn á, con đó là chị nè. Ôi, chị sao em làm được? Chị kêu em giúp chị mà chị bắt em đăng chị lên. Mình tỉnh đi, mình cứ từ từ. Sao? Cái gì mà sùm hết trơn à, chưa có gì ra gì hết trơn á. Tối ngày thôi giết mình nên nó láo không à. Bây giờ ông sếp ông đeo đuổi chị mà chị cảm thấy rất là mệt, mà chị không biết cư xử sao cho khéo. Bây giờ chị muốn là vợ của ông biết để mà ngăn chặn cái chuyện đó, ok chưa? À, nhưng mà nói nghe nè, không khéo á, coi chừng là chị giống như là bị người ta đánh ghen á nha. Đánh ghen là sao? Có nghĩa là nhiều khi á vô tình á chị thành tiểu tam rồi bị đánh ghen á. Thôi 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 đi cô ơi, tưởng tượng tầm bậy tầm bạ cái tối ngày á. Ta kể câu chuyện thật thì không lo nghe. Tôi có cách rồi, cứ làm theo tôi là được. Chị có cách luôn hả? Giúp nha. Hứa lại lần nữa. Chị cứ bình tĩnh chờ tí xíu đi. Em ngồi mình cho thoải mái. Ủa nhưng mà anh có đặt nhà hàng rồi mà. Tại vì em đang buồn, em không có tâm trí ăn gì hết á. Nắm đi, đúng rồi đúng rồi. Nắm đi, đúng rồi, nắm, nắm cái tay. Nắm đi. Nắm cái tay đi. Thôi, em đừng có buồn nữa. Mọi chuyện rồi nó cũng sẽ qua thôi. Dạ. Dạ. Em xin lỗi chị nha. Thật ra là chị Liễu á, chị không có ý gì đâu. Chị Liễu á cố tình kêu em dẫn chị tới đây để thấy được cái sự lăng nhăng của chồng chị thôi. Chị hiểu không? Mà anh có nói với em á là nếu như mà em ly dị á thì anh sẽ... Anh sẽ thương em, sẽ giúp em. Bởi vì em là nhân viên của anh mà. Anh là một người sếp tốt bụng. Khi thấy nhân viên của mình gặp chuyện buồn là mình phải quan tâm lo lắng. Bởi vì em là một người rất là thông minh, một người rất thích trả đũa đối thủ của mình. Anh nhìn thấy hết, thấy được điều đó cho nên anh mới cất nhắc em. Chờ anh xíu ha. Nè. Tới hồi nào sao không nói để anh đón em. Em ngồi đi, em ngồi đi, em ngồi đi. Em xích qua cho anh ngồi. Xích. Em chỉ tình cờ đi cà phê với bạn thôi. Rồi tình cờ gặp anh chứ Liễu ở đây. Nó bàn công việc. Công việc cũng gần xong rồi. Anh à, em buồn quá.
Đừng buồn, không có gì phải buồn hết. Anh luôn luôn ở bên cạnh em. Thật không? Anh không giấu em chuyện gì chứ? Không. Em là người vợ mà anh yêu thương nhất, cho nên là một người chồng, anh không bao giờ giấu em bất cứ điều gì hết. Em biết mà, em tin anh. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Anh cũng yêu em y như em yêu anh vậy đó. Em đói bụng chưa? Anh có đặt nhà hàng sẵn rồi. Bây giờ hai đứa mình đi ăn nha. Buổi họp công việc của mình tới đây là kết thúc rồi. Ha ha, em muốn làm gì làm đi ha. Đi, đi em, đi. Chị đi chứ. Anh này, anh cứ làm cho em yêu mãi thôi. Chị, cái gì? Theo cái phán đoán của em là thất bại phải không chị? Cái này nhìn cũng thấy chứ không cần phán đoán nha. Vậy giờ sao? Nhưng mà không sao, chị cảm thấy cái chuyện này nó tiến nhanh hơn dự định. Đó là chị Vi đã đánh hơi được là ông chồng của mình có nguy cơ ngoại tình.